Ngày mà em đến đã làm cho trái tim Rồi, đi vào. alo, không hát Nghe nữa, chưa? để chơi game đi lên. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Mình là Mướp Gaming đây. Và hôm nay tôi cùng với team Thiểu Năng sẽ vào chơi một con map có tên là Lucky Block. Đó, các bạn thấy cái mấy cái block Lucky Block đây không? Nó có dấu hỏi chấm đấy. Ừ đấy. Đó. Ok, và sau đây là cái mình sẽ để... Mọi người đừng đọc cái kia nhá. Xóa đi, xóa. Xóa đi. Để cho mày đừng nói để anh đọc nhanh lên có vẩn. Ok, và sau đây mình sẽ phổ biến cái luật chơi của cái map này, của con map này nhá. Mỗi người sẽ đi một con đường, và trên có những con đường ấy sẽ có rất nhiều lucky block đấy, các bạn thấy không, lucky block rất là nhiều nhá. Đó, và nhiệm vụ của mỗi người là đập những cái khối lucky block này để trang bị cho mình những cái vật phẩm cần thiết dành riêng cho mình. Khi đập hết lucky block trên đường thì chúng ta sẽ tới một cái đấu trường. Đó, con đường Lucky Block này nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái đấu trường, là nơi đấy là nơi để quýnh nhau. Vậy tôi với team của tôi sẽ anh em tương tàn, đánh nhau tàn sát lẫn nhau đó. Và người nào có số kill đến 10 trước thì người đó sẽ chiến thắng, sẽ là chiến thắng. Ok, mọi người đã hiểu luật chơi chưa ạ? Đó, đấy là tất cả luật chơi của cái con map này. Ok, 20 vạn rồi. Vậy ai được kiếm? Ồn quá, thôi từ từ anh cho tiếng tiếng kêu nhỏ xuống á. À, ok, Ok, tiếng kêu đấy. ok. Ôi trời, mày đã sẵn sàng chưa? Đứng mày phải tít đi, do ông kia chạy trước rồi. Để em làm À, thế ông bố gấu em nhá, mới nhảy được luôn. ông Từ gấu nhá, từ vậy tôi bình tôi cáo hack nhá. Vậy chứ bình vừa thôi nhảy xuống để chết lấy đùi gà đúng không, chứ bình không vã sao đâu, thì có đùi gà, em là bánh mì, anh có thế nhầm mẹ em là thế chứ em ơi. thôi chạy nhanh đi, anh chạy đây. Ừ chạy đây. Chạy đây. Đây đây, chạy đây. Ôi Ui yeah. Ôi ôi. Cụ gì này, cụ gì này. Cháu Đâu kiểu cái gì? này, cháu kiểu À, này, nhìn cái kia tao kìa. có. Tao nghĩ là một mình mày gọi nhỉ. Có cái cháu có. Ôi Ôi ơi. ôi rồi, thằng nào Đấy kia, ôi thằng nào rồi. kia, thằng nào. Đấy rồi ôi. Ôi Ôi đẹp rồi trai. ôi, mày thì. Ôi anh được cái đuốc Ôi này, rồi được hai cái ôi. Ba que con gì đẹp đó, trai. Đấy rồi, thịt MP9 à. bò luôn. Thôi Ui rớt mẹ. đây. Ô Điện thoại. bay 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 ông nào được khẩu MP9 ấy, vậy ông ấy bá à? Trong khi đó anh còn chưa có khẩu súng nào, chưa chuẩn nữa. Em có cả Ê, cô à, chảo. cô à. Ôi, nó nổ Ồ. phát chết luôn. Ê, cô à, Đâu đâu. Ui, mấy À. thằng kia được quả bóng kìa, vãi chưởng. Mày làm bóng vào tao, mày thích thất lễ không? Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Thích à. Ôi, cái gì đấy? Ôi, thịt này. Ok. Nhảy đê, nhảy đê. Ui. À, làm nhanh thế, Thuốc đợi em nổ đi. luôn, ngon. Quyền di chuyển tiếp à? Ôi rồi lại còn được cái nỏ nữa gì. Ê. Ôi trời ơi, các anh vừa thả em. Ôi Ui. trời ơi, ôi Ủa, trời ơi. có được gì à? Thôi, anh đi rồi. Buồn đấy. Anh đi rồi. Anh đi rồi. Ai rồi, thôi ngỏ rồi. Ôi ơi. Đừng. Thiếu không ấy. Ui. Ok. Nhắm ba với Ui. làm sao làm khó được anh. Ê mẹ vừa nói rằng Ôi trời ơi. vừa gáy không Pass 2 đâu chứ không sao. tập thể sao tao đeo gáy MP9 ngon. Mày mà đỡ lem chết, mày sẽ chết bởi tay anh. Vậy ai sẽ là ở thằng kia người chiến thắng? mẹ không bị bắt cua ở kia gà con lên ta. Bắt ừ. luôn mày phải. Mày đi này đúng Được, không? nhanh Ôi, em ôi. đi. Ê, súng lục. Súng lục. Ôi mẹ anh, Pistol mẹ. Ôi anh với Thiện cùng mẹ hai đứa cùng cùng được súng lục cùng một lúc. Wow, chúng ta có. ê. Tuyệt vời. Ôi trời ơi. Ôi ơi. Ok đấy. Thằng nào không chết. Ok. Bay nào. Chỉ bắn em. Ngay Bụp. chỉ. Oh no. Bụp. Là mình phải. No. Ôi trời ơi. Thằng À nào. được. Được nhạt bon. Tưởng ném vào người mình giật hết cả người. Ui. Ui,
mưa trôi cả bầu trời mưa, mưa theo những nỗi buồn. Cái gì mà gì đấy? Mưa trôi cả bầu trời làng ơi. Trời luôn, trời đánh luôn. Hạt bé tôi anh biết cả rồi. Đánh rồi. Đánh. Ui. Mưa trôi cả bầu trời mưa nắng mưa theo những nỗi. Ê, anh đến chúc PVP rồi này. Mưa trôi cả bầu trời lắng. Không qua được, quen nó không cho qua. Vãi, vậy nó không cho qua. Ờ đừng, 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 đừng. Anh đến chỗ thản đấu trước rồi nhá. Nhất anh. Anh, nói chung là anh sẽ checkpoint đấy trước, anh đứng ngay trước. Đó, bây giờ checkpoint chỗ khác đi. Trong lúc đợi mấy đứa kia thì anh sẽ setting mấy cái này phát. Anh ơi, anh có đánh em thì anh phải nói một câu với em, muốn biết em còn né anh nên đánh bất thình lình đấy, tao vừa nói xong dậy cười vô mặt cụ hà hà hà. Ok mày cứ cười đi. Ừ chào cười cười á ra đêm rồi xem tình ra bạn ai cũng ở nhập gấp lại đấy. Anh đứng đây anh đợi sẵn đây, ra đây. Từ là bé đấy. Cái này làm gì? Ôi chúng ta có cầu dung nham hắc long. Ồ mày còn mèo rồi. Đi đây. Mở đi xong ta đây này. Mà đừng có đánh nhau trước nhá, đứng vào góc đi. Chúng ta chuẩn bị tương tàn rồi. Băng 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 băng. Con gà quay thức ăn. Chắc có. Rồi mày gai. Chưa, mày ra đây nào. Rồi em đây, em đây. Anh góc kia mong em cái quyền này. Ủa cái này nó là đạn đấy à? Vãi. Cái nào đấy? Anh không biết. Ảo thật đấy. Cái que quá. Bắn ngay đi anh, bắn ngay. Ngay đấy. Ơ kìa sao lại bắn nhau? Đã vào trận đâu mà đánh nhau ơ. Bắn gà. Mẹ ông Nam chết rồi. Ôi cho anh hỏi là mày đưa lấy cái đạn đâu ấy? Anh không biết lấy đạn ở đâu à? Em cầm đạn. Em không biết đâu. Không cần đạn này. Không cần đạn đâu. Ơ không có đạn à? Không cần đạn này. Xong chưa? Mày đã chuẩn bị vị trí chưa? Xong chưa? Xong rồi. Anh đếm nhá. Ok. Thắng bây giờ nhá. Ai mà điểm tới 10 chắc là người thắng nhá, được chưa? Ừ, biết rồi, cái đấy bọn em biết rồi. Từ từ để anh xây công trình đã. Ừ, anh xây công trình nhá. không được chứ. Ô, phải xây chứ. Anh xây. Đấy, rồi. Đi anh khỏi ra. Không, anh sẽ ra được, anh rất pro. Em thách anh. Anh xây lô cốt của anh đã rồi, anh sẽ làm gì là. Đó, được rồi. Học chưa? Anh đến nhá. Này, okay. 3, okay. 2, 1, bắt đầu. Một thằng. Ô, đến. Ô. Nào nó còn chết kìa. Ai rồi. Chơi bẩn nhá. Sao chơi thích như nào? Làm sao? Rồi, ok. Anh thắng rồi. Anh thắng rồi. Được. Chưa mất chơi sơ, mất chơi sơ. Thì ai bảo mày đâu bắn nhau làm gì? Anh đứng đây. Rồi. Yes. Yes. Thấy gì? Thấy chưa? Trình độ anh kia. Mày đã thấy cái trình độ bắn súng của anh không?
rất là pro anh mà. Anh chẳng kể rồi, chẳng kể rồi, kể không được.